Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Giá Mít Thái cập nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023 lúc 8 giờ sáng nay thì giá hiện vẫn đang đi ngang so với chiều qua. Tuy nhiên hiện tại giá mít đang có nhiều biến đổi, bà con nhớ đón theo dõi thường xuyên nha. Tại Tiền Giang hôm nay thì kem lớn đang dao động là 23.000 đồng, kem nhì là 13.000 đồng, kem ba là 10.000 đồng và mít chợ là 5.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn là 22.000, kem nhì 12.000, kem ba 9.000 và mít chợ là 4.000 đồng. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, kem lớn 22.000, kem nhì 12.000, kem ba 9.000, mít chợ 4.000. Tại khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 22.000, kem nhì 12.000, kem ba 9.000, mít chợ cũng 4.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 20.000, kem lớn 17.000, kem nhỏ là 7.000 đồng. Tại khu vực Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất 20.000, kem lớn 17.000, kem nhỏ 7.000. Tại khu vực Tây Nguyên, mít nhất là 18.000, kem lớn 16.000 và kem nhỏ là 6.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn, tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa hay gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.